kênh truyền thông châu Á đánh giá như thế nào về sức mạnh của Hải quân Việt Nam trong năm 2024? Các bạn thân mến, 2 tháng trước, kênh truyền thông B2 Asia đã đăng tải một video có tiêu đề như sau: Vietnam's Navy, how strong is it? Tạm dịch là Hải quân Việt Nam, nó mạnh đến mức nào? Hải quân Việt Nam đã có sự chuyển biến đáng chú ý trong thời gian gần đây. Xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn, lực lượng Hải quân Việt Nam đã phát triển nhanh chóng theo cấp số nhân về cả số lượng lẫn chất lượng. Mặc dù còn khá non trẻ so với một số lực lượng hải quân lâu đời trên thế giới, nhưng Việt Nam đã cố gắng nhanh chóng theo kịp tốc độ hiện đại hóa, giúp Việt Nam có sự hiện diện đáng chú ý ở Đông Nam Á. Đội tàu của Việt Nam bao gồm các tàu đẳng cấp thế giới, được đóng hoàn toàn trong nước và mua từ các đối tác quốc tế như Nga và Ấn Độ. Điều đó cho thấy khả năng tự lực của Việt Nam. Được biết, Việt Nam là một trong số ít nước ở châu Á có tàu ngầm. Tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam đến từ Nga trong một thỏa thuận mua 6 chiếc tàu ngầm trị giá 2 tỷ USD. Việt Nam sau đó đã thành lập hạm đội tàu ngầm hiện đại vào năm 2013. Tàu ngầm lớp Kilo là một trong những chiếc tàu ngầm nổi tiếng nhất thế giới. Trung Quốc, Ấn Độ cho đến cả Iran, Ba Lan và Romania đều tích cực mua các tàu ngầm này. Tàu ngầm lớp Kilo được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, phạm vi chiến đấu mở rộng và có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ, trên mặt nước và dưới nước. Nó có tốc độ có thể đạt hơn 20 hải lý trên giờ, lặn sâu tới 300 mét và có tầm hoạt động lên tới 9.600 km. Nó có thể chở 52 người trong 45 ngày và có lượng giãn nước hơn 3.100 tấn. Mặt khác, kho vũ khí của nó cũng khủng khiếp. Những chiếc tàu ngầm này không chỉ thể hiện sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam, mà còn thể hiện Việt Nam đang dần trở thành cường quốc trong khu vực. Nhưng đó không phải là trang thiết bị duy nhất làm nên sức mạnh của Hải quân Nhân dân. Việt Nam không chỉ có tàu ngầm, họ cũng vận hành tàu khu trục lớp J-PAD. Các khinh hạm lớp J-PAD này do Nga chế tạo. Thiết bị của nó bao gồm nhiều cảm biến và hệ thống xử lý khác nhau, radar tìm kiếm trên mặt nước và trên không, tên lửa chống hạm SSN-25 Switchblade và các loại vũ khí khác. Bản thân con tàu này được cho là có khả năng theo dõi và tiêu diệt các tàu mục tiêu nổi, phòng không và tên lửa chống ngầm. Ngoài ra, một trong những con tàu được sản xuất trong nước có tên là Moniya, được đóng theo giấy phép của Nga, giống như những con tàu khác. Nó có sức mạnh đáng gờm. Một con tàu quan trọng cuối cùng được gọi là TT-400TP. Đây là con tàu do công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam tự sản xuất. TT-400TP có nhiệm vụ trọng tâm là quét sạch chiến hạm địch, bảo vệ căn cứ quân sự của tàu đổ bộ, bảo vệ tàu dân sự và tuần tra. Nó hiện có tốc độ tối đa là 32 hải lý trên giờ và có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày với tầm hoạt động trên 2.500 dặm. Nhưng đó không phải là điều khiến chúng ta ngạc nhiên về con tàu này, mà do nó được sản xuất tại Việt Nam với giá thành rất rẻ. Con tàu này được cho là có giá 1 triệu USD. Vâng, đúng vậy, một pháo hạm có thể bảo vệ Việt Nam chỉ tốn 1 triệu USD. Nếu họ mua được một thiết giáp hạm tương tự ở nước ngoài, nó sẽ có giá hơn 10 triệu đô la. Tự làm chúng đảm bảo chi phí rẻ hơn, có lẽ do chi phí lao động rẻ hơn. Tuy nhiên, người ta biết rằng hàng trăm kỹ sư giỏi nhất của nhà máy đã được đào tạo ở nước ngoài trong 3 năm để học các công nghệ cần thiết. Điều này đảm bảo tàu hoạt động đáng tin cậy dù được sản xuất tại Việt Nam. Điều quan trọng cần biết là Hải quân không chỉ bảo vệ vùng biển Việt Nam, họ cũng bảo vệ bờ biển của Việt Nam. Nói cách khác, họ cũng có pháo binh trên đất liền có thể bảo vệ đất nước khỏi các tàu xâm phạm. Chẳng hạn, được biết Việt Nam sử dụng pháo tên lửa Aquila của Israel cùng với một hệ thống tên lửa khác có tên là Ixtra. Chúng nhằm mục đích bảo vệ bờ biển Việt Nam, và những tên lửa này có tốc độ chính xác cao và tầm bắn hơn 40 km. Vậy Hải quân Việt Nam mạnh đến mức nào? Chà, họ thực sự rất mạnh. Có lẽ thời chiến tranh lạnh, họ không đáng gờm bằng các nước láng giềng Đông Nam Á, chứ đừng nói đến Trung Quốc. Nhưng với việc đưa vào sử dụng các tàu ngầm đẳng cấp thế giới và việc họ tự đóng tàu trong nước gần đây, cho thấy Việt Nam rất nghiêm túc trong việc bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, việc họ có thể tự đóng tàu cũng cho thấy, trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành nước xuất khẩu quốc phòng. Nó cũng có thể cho thấy Việt Nam không phải phụ thuộc vào các nước khác về quốc phòng, vốn là một phần thiết yếu của toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Cuối cùng, mặc dù có thể vẫn chưa thực sự mạnh bằng Trung Quốc, nhưng vẫn có thể khẳng định rằng Hải quân Việt Nam phải nằm trong số những lực lượng mạnh nhất ở Đông Nam Á, nếu không muốn nói là toàn bộ châu Á-Thái Bình Dương. Đó là một số bình luận của kênh B2 Asia mà mình tóm tắt được. Nếu bạn nào muốn xem đầy đủ và chi tiết hơn thì mình đã để link video dưới phần mô tả nhé. Sau đây, chúng ta cùng nhau đến với phần bình luận của dân mạng thế giới. Trên thực tế, Hải quân Việt Nam là ưu tiên hàng đầu cho việc hiện đại hóa. Bởi vì vấn đề Biển Đông, đây là khu vực tranh chấp bị nhiều nước chiếm đóng trái phép, trong đó nguy hiểm nhất là Trung Quốc. Đúng là Trung Quốc là một mối lo ngại. Vấn đề lớn nhất của Việt Nam không phải là trang bị hải quân, mà là sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.
và chúng tôi cũng đang cố gắng khắc phục điều này. Việt Nam tăng trưởng quá nhanh. Thật buồn cười khi thấy một số người nước ngoài nói tiếng Việt và người phương Tây không biết gì về quốc phòng của Việt Nam, cố gắng chỉ trích và đả kích đất nước này. Tôi hy vọng Philippines cũng có tàu ngầm để nâng cấp sức mạnh hải quân. Có lẽ chúng tôi đang mơ về nó, bởi vì đây có thể là lần đầu tiên chúng tôi có nó. Nó sẽ được sử dụng trong dự án Deuterium. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó. Ngoài vũ khí hiện đại, cần có trí thông minh và chiến thuật hợp lý để tăng hiệu quả của việc sử dụng vũ khí. Bạn tôi, một đại tá không quân nhân dân Việt Nam, có lần tôi hỏi rằng họ có bao nhiêu tàu ngầm. Tôi nghĩ chỉ có 6, nhưng anh ấy nói ít nhất là 12. Điều này thực sự đáng ngạc nhiên, vì việc Việt Nam có 6 tàu ngầm lớp Kilo thì ai cũng biết, còn những chiếc còn lại thì thật sự tôi không biết. Sau đó anh ấy nói rằng họ cũng mua tàu ngầm và bán tàu ngầm từ Triều Tiên vào năm 1996. Bạn có thể xem thông tin ít nhất trên Wikipedia tiếng Việt về lực lượng tàu ngầm Việt Nam. Vì trang tiếng Anh không có nhiều thông tin, mặc dù tôi không thể chắc chắn rằng điều đó là đúng. Tôi vừa xem trang tiếng Việt của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Điều thú vị là có lữ đoàn tàu ngầm 189 và cũng có trung đoàn tàu ngầm 196. Tôi đã tìm tên trung đoàn đó, bạn có thể thấy một số bài viết, đại loại như vậy. Những câu chuyện chưa kể về trung đoàn tàu ngầm đầu tiên của Việt Nam. Một thứ khác có thể tìm thấy trên Wikipedia là VCM-01, viết tắt của tên lửa hành trình Việt Nam. Theo những gì được viết, có khả năng đây là tên lửa chống hạm KX-35 mà Việt Nam có thể sản xuất. Hải quân Việt Nam là một trong những lực lượng lâu đời nhất trên thế giới, chứ không còn non trẻ. Những chiếc thuyền và trận chiến của Hải quân đã được ghi chép rõ ràng trong lịch sử Việt Nam. Ngay từ thời nhà Trần, năm 1226 đến 1400, trận chiến Thăng Long năm 1390, trong đó Hải quân Đại Việt dùng Đại Bác giết vua Chiêm Thành, chế bồng Nga. Có lẽ đây là trận sử dụng Đại Bác sớm nhất, được ghi nhận trong lịch sử Hải quân thế giới. Nhà Trần cũng nổi tiếng dùng thuyền để tấn công và đánh đuổi quân Mông Cổ. Trên thực tế, trận chiến quan trọng nhất đều diễn ra trên sông hoặc trên biển. Các triều Đại Lê, Nguyễn cũng có lực lượng hải quân tương đối lớn, với số lượng tàu chiến, số lượng pháo trên mỗi tàu được ghi chép rõ ràng. Tôi không đánh giá cao vào hải quân, nhưng tôi đánh giá cao vào việc phòng thủ dọc theo bờ biển. Với nhiều hệ thống tên lửa mặt đất, nó hoàn hảo cho việc phòng thủ. Điều đáng chú ý là Việt Nam đang rời xa Trung Quốc và nâng cao vị thế trên trường quốc tế bằng việc nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia. Bạn nghĩ tại sao một quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới lại có lực lượng hải quân non trẻ? Việt Nam có hải quân mạnh, không như hải quân Singapore, kiến đội lốt hổ. Trung Quốc có số lượng tàu ngầm Kilo nhiều nhất bên ngoài Nga. Trung Quốc đã vận hành nó từ lâu. Trung Quốc đã xé nát nó, nghiên cứu nó và xây dựng tàu lớp mới. Việt Nam có vài chiếc Kilo, điều này không nói lên vấn đề gì cả. Nếu so về sức mạnh hải quân Việt Nam thì không bằng Trung Quốc, nhưng mục đích của Việt Nam là bảo vệ vùng biển, lãnh thổ, không đi xâm chiếm nước khác, nên lực lượng tên lửa dọc theo bờ biển có thừa để gian đe Trung Quốc. Năm 2014, Trung Quốc định xâm chiếm Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc tuyên bố chỉ trong một tuần. Sau đó Việt Nam đáp trả nếu Trung Quốc dám xâm chiếm, thì chỉ trong một tích tắc, toàn bộ Biển Đông bị nhấn chìm, kể cả những hòn đảo nhân tạo ở Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép sẽ tan thành mây khói. Lực lượng tên lửa bờ Việt Nam có thể vươn tới cả Philippines, nên Trung Quốc cũng không dám chọc tới. Những vụ va chạm tại Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc chủ yếu là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và cảnh sát biển Trung Quốc đọ nhau về độ cứng của tàu, cùng với lễ hội té nước xem ai phun xa hơn mà thôi. Gần đây Trung Quốc đã cho 2 tàu ngầm lớp Kilo nghỉ hưu. Công nghệ bắt đầu tụt hậu so với thời đại, các bạn cũng hãy nhanh tay cập nhật nhé! Tàu ngầm Kilo của Trung thuộc phiên bản cũ hơn so với của Việt Nam. Phía trên là một số bình luận của dân mạng quốc tế. Trong phần bình luận có rất nhiều thành phần Tây nội địa vào nói xấu rồi chê bai Việt Nam và cái kết bị nhiều người Việt Nam vào phản bác cho cứng họng. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!